Xin kính chào bạn vị, đây là F3 Plus, mình đã mở hộp rồi đúng không? Nhưng đây là màu đen và nó được bán vào ngày 15 tháng 4. Và mặt trước của nó thì lại vẫn là in hình màu vàng, hơi khó phân biệt chỗ này. Cái mà Oppo nó phân biệt theo màu thì tốt quá. Thằng này đen hay vàng thì màu cũng như nhau. Đó, mình sẽ mở hộp của nó ra. Chắc chắn là phụ kiện các thứ nó cũng như nhau rồi. Chẳng qua mình chỉ quan tâm đến cái máy màu đen thôi. Rồi, đây là chiếc Oppo F3 Plus màu đen. Phụ kiện thì cáp, sạc, khay chọc SIM và cao su. Thế nhá, chúng ta sẽ không nói lại về các phụ kiện này nữa. Và chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng chiếc máy màu đen này. Thứ nhất là mặt trước nó đen kịt, và do cái màn hình của nó là màn IPS, màu đen của nó rất sâu. Các bạn sẽ nhìn tổng thể khi tắt máy thì nó như là một cục đèn. Tôi dùng từ cục vì nó đen vãi anh em ạ. Cụm camera là thứ chúng ta thấy nổi bật nhất ở phía trước, cùng với lại cái loa thoại như cảm biến. Nếu chúng ta so với lại cái bản màu vàng thì mặt trước rõ ràng là nó không có nổi trội và thu hút bằng. Màu đen bao giờ cũng quyến rũ hơn so với lại cái màu trắng mặt trước. Và cái phím home ta sẽ cũng có đường viền là luôn màu đen chứ không phải là màu vàng. Vâng, ở mặt lưng là nơi thể hiện đẹp nhất của màu đen. Và đen này Oppo lựa chọn là đen matte chứ không phải là đen jet. Do đó các bạn thấy là màu đen này nó cảm giác nó rất là thanh tao và nhẹ nhàng. Màu đen không gắt và không quá bóng bẩy. Cái phần màu đen này sẽ giúp cho cái dải anten của F3 Plus được che đậy. Và cái logo thì nổi bật cho nó là màu trắng bạc. Ở đây chúng ta sẽ thấy là các ký tự được in chìm, các cái ký hiệu như thùng rác này các thứ là cũng mờ hơn so với lại cái bản màu vàng. Ngoài ra chiếc Oppo F3 Plus còn được lựa chọn chưa nói hết câu. Tựa game là CF Mobile và tựa game này được test rất là kỹ trên cái chiếc máy này một thời gian dài khi đưa về Việt Nam. Và trong quá trình chơi phải công nhận là nó chọn máy này vì màn hình nhất là rất to, 6 inch bấm điều khiển các thứ rất dã man. Các bạn thấy có cả map Oppo này. Rồi hiệu năng của chip 653 và 4GB RAM thì chơi cái trò này không có gì phải xoắn hết. Ầm ầm luôn, cực kỳ mượt. Đây là cái trò có lẽ là bắn súng mà cái bọn này có để cho bố review không? Chúng là chơi đã cực. Khi mà chơi tự game sẽ mobile mà chết đi. Đó, quá ngon luôn. Mày nữa đi luôn đi, thằng cắn trộm. Hay quá, mượt. À, tao này còn đang đứng banh hãng thế này chứ. Chất lượng vồn. What? Ui, nhà nó. Đừng có đùa bố. Nhảy này. Hết đạn rồi. Và mình sẽ có một chiếc iPhone màu matte black để so sánh cho các bạn. Thì cái chiếc 7 Plus màu matte black gần như tương tự với cái này. Và cái điểm đặc trưng của màu matte black là khi bạn nghiêng thì sẽ thấy các dấu mồ hôi dấu vân tay in rõ hơn. Nhưng mà nhìn trực diện thì rất khó thấy. Còn đây là chiếc 7 Plus màu jet black của mình thì nó sẽ rất rõ trong các vết xước này. Và vết bám mồ hôi dấu vân tay khó chịu thì mình đánh giá là màu matte và là màu đáng trải nghiệm và sử dụng nhất. Thì F3 Plus cái màu đen này sẽ bao gồm cả các phím nguồn này, trong cái cạnh khay đựng SIM, cổng sạc, rồi loa ngoài, mic thoại, nó đều làm rất đồng đều, kể cả phím bấm tăng giảm âm lượng. Và đây là bài mổ hộp chiếc F3 Plus màu đen. Anh em nghĩ sao về cái màu đen này? Đâu là màu các bạn yêu thích nhất? Hãy bình chọn comment màn hình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.